Xin chào tất cả anh chị nha. Thì bữa nay mình đi làm về á, thì bữa nay mình làm nguyên một cái tô bún mắm mà bò hóc nữa là anh chị, mời anh chị ăn với Dương nha. Nguyên một tô bún luôn, tô bún này có ký mấy 2 ký anh chị, mời anh chị ăn với Dương nha. Quá khứ luôn anh chị. Cái tô bằng cơ thể mình luôn nè anh chị. Bự á. Thử mình ăn hết thôi à. Này là dưa bồng bột nè anh chị. Này là cá phi nha, con này miếng tôm nè anh chị. Mắm á, ăn vô thì nó đặc trưng cái mùi mắm đó, nó thơm thơm anh chị. Còn này đó là hoa chuối anh chị, sắc da ăn nó ăn bùi bùi. Hoa chuối anh chị ăn chung với lẩu mắm này nó là rất là ngon luôn. Còn này đó là vuông bồn anh chị. Cá phi đồng mình anh chị à. Cái này ha, mình nói thiệt luôn, cái tô này khoảng theo ngoài tiệm bán ra là khoảng 3 tô. Ba tô ngoài tiệm bán anh chị. Làm thử gần hết này không? Thì cái dưa đây này anh chị, cái này dùng bọng ha. Ăn nó giòn giòn. Dưa dưa thì nó chua anh chị. Vua nói chung nó giòn giòn ngon. Mình chưa sửa cái nhà mình lại cho nên mình không có chỗ mình quay phim, mình quay mình nấu á, sơ chế nấu á, mong anh chị thông cảm nha. Mới tôm làm gì? Cá phi này nấu ăn lẩu mắm là ăn rất ngọt luôn chị, ngọt. Đặc biệt là cá phi tươi nha, cá phi mà mình giăng lưới lên á, mình làm liền ăn liền á chị.
cá nhỏ ăn vẫn ngon hơn cá bự, còn mà cá mà qua đá rồi ăn không ngon đâu, hơi bở lắm. Mình làm này ăn ăn cá tươi anh chị ơi, thịt nó ngọt. Cái này có phần này khoảng ba ba người ăn anh chị. Quá là ăn này mà có thêm vài cọng bồng bồng nhờ chua ăn ngon quá anh chị. Bún mắm mà cá đồng đó còn gì bằng anh chị, ngọt. Ốc phi tươi mình đó anh chị làm ăn rất là ngon luôn, thịt nó ngọt chứ không phải mà cá bự mà ngon đó anh chị, tươi là ngon à. Nguyên cái tô bự này anh chị, mình nói thiệt chứ mình nói nha, cái hao tô này mình ăn được. Thì mình ăn nó mình cầm tôi ăn mới đã gì. Ừ, có gan có gô nhúc buồn buồn. Anh chị á muốn thử thách mình ăn hai cái tô này á thì nhớ bình luận ở dưới nha, mình sẽ ăn hai cái tô bự như vậy luôn nè. Nói chung ăn cũng no anh chị, no mà có thể còn ăn được. Còn chút xíu hết anh chị.
ở trên luôn anh chị. Anh chị muốn mình thử thách ăn cái gì mà trong khả năng của mình á, nhớ bình luận dưới nha, thì Dương sẽ làm theo anh chị. Thì cho Dương xin một like và đăng ký ủng hộ Dương, Dương có động lực ra clip mới anh chị. Thì Dương xin chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ và nhiều niềm vui bên gia đình ha. Thì Dương xin hẹn cô chú anh chị và các bạn ra clip sau nha. Xin chào.